xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với chuỗi cd bài giảng giỏi đọc hiểu từ gốc cùng với mình nhé trước tiên thì mình xin nói một chút về lý do vì sao mình lại làm cái chuỗi cd bài giảng này thì mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn khi mà ôn luyện GPT á, các bạn thường hay đợi đến mãi cái giai đoạn nước rút tức là trước kỳ thi khoảng độ 1 tháng hoặc là một tháng rưỡi gì đó chúng ta mới bắt tay vào việc ôn luyện các bài đọc hiểu. Thế thì uh, khi cái thời điểm đó chúng ta mới bắt đầu làm á thì chúng ta sẽ thấy là dễ có cái tâm lý vội và chúng ta thường hay tin rằng là sẽ có những cái mẹo làm bài rất là nhanh để các bạn có thể tìm được đáp án mà không cần phải đọc cũng như có khi là không cần phải hiểu những cái gì mà bạn đang đọc. Ừ, thì tất nhiên những cái mẹo nó sẽ là là những yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta có thể xử lý được những cái bài đọc hiểu trong một khoảng thời gian ngắn lúc đi thi. Nhưng phải là những cái mẹo mà nó được xây dựng trên cái nền tảng là các bạn đã có những cái kỹ năng đọc hiểu vô cùng căn bản rồi. Ừ, bởi vì sao? Bởi vì nhá, nếu mà chúng ta chỉ cần làm theo mẹo mà không cần hiểu bài á, thì đôi khi nó sẽ rủi ro rất là cao bởi vì có những cái chỗ mà các bạn có thể nhìn câu chữ và tìm được đáp án ngay. Nhưng mà có những cái câu, những cái bài văn mà nếu như mà các bạn không hiểu được cái mạch văn, không hiểu được cái ý chính của bài thì chúng ta sẽ rất là khó để tìm được đáp án. Đặc biệt là với các bạn khi mà học lên đến N2, N1 các bạn cũng thấy rồi đúng không? Ừ, những cái bài đọc hiểu của nó sẽ lắt léo hơn rất là nhiều. Đó, thế thì sau rất là nhiều những cái khóa học ôn luyện đọc hiểu cùng với các bạn học viên của mình thì mình có nhận ra có hai cái kỹ năng vô cùng quan trọng để có thể giúp các bạn à, vượt qua cái môn đọc hiểu này. Thứ nhất đó là cái khả năng bạn có thể 나. lướt được nào? Đọc lướt để tìm ra nhanh được cái ý cái mạch văn của cái đoạn văn hay cái bài văn đó. Và cái thứ hai đó là kỹ năng chúng ta cần phải hiểu chính xác cái câu văn, cái đoạn văn, những cái chỗ mà nó sẽ có thể trở thành cái nội dung cung cấp cho cái đáp án, cái cơ sở cho cái đáp án mà chúng ta sẽ chọn nhá. Yeah. Bởi vì khi mà chúng ta dùng mẹo á thì nó có thể đưa cho chúng ta đến được cái khu vực mà có thể tìm được đáp án rồi đúng không? Thế thì bây giờ cái nhiệm vụ còn lại đó là các bạn sẽ cần phải đọc hiểu chính xác cái câu văn đó cái đoạn văn đó xem mà nó nó có đúng hay là nó khác so với đáp án chứ còn nếu mà không hiểu chính xác cái nghĩa câu văn đấy thì nó cũng không có ý nghĩa gì đúng không nào và hơn nữa là với những cái bài mà bài về trường văn chẳng hạn thì cái việc mà hiểu cái mạch văn của cả cái bài văn đó nó cũng sẽ góp phần rất là quan trọng cho việc là các bạn có thể tìm được ra đáp án đúng đáp án sai hay không đấy và để rèn được cái kỹ năng đọc lướt để tìm nhanh được mạch văn cũng như là ý chính của bài văn và kỹ năng hiểu chính xác những cái câu văn quan trọng của bài văn đó thì mình thấy rằng chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có một cái lộ trình luyện đọc hiểu thật là rõ ràng và kiên trì và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái lộ trình học như vậy nhá. À, bình thường thì chúng ta sẽ thường là luyện thi N3, N2, N1 trong khoảng thời gian là từ 4 tháng rưỡi đến 6 tháng đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ đưa cho đưa cho các bạn một cái lộ trình ngắn nhất đi, đó là 4 tháng rưỡi nhá. Thì đầu tiên một tháng rưỡi đầu tiên ừ. À, đây sẽ thường là cái giai đoạn chúng ta học những cái kiến thức nền tảng căn bản của cái level đó Bao gồm về từ vựng, chữ hán và ngữ pháp đúng không nào Thì ngay từ giai đoạn này Được chưa nào Ngay từ giai đoạn này trong khoảng một tháng rưỡi đấy Các bạn hãy rèn cho mình, luyện cho mình một cái thói quen Đó là các bạn hãy tập đọc và dịch những cái đoạn văn tiếng Nhật sang bên tiếng Việt Được chưa nào Tất nhiên là sau này khi mà đi thi sẽ không có thời gian để chúng ta uh, gọi là đọc một cái bài một cái văn bản lên đúng không? Chúng ta ngồi đọc rồi chúng ta dịch word by word từng câu từng từ một. Tuy nhiên các bạn sẽ cần phải có một cái giai đoạn để các bạn luyện tập cho mình cách để hiểu chính xác nghĩa của của một cái câu văn nào đó được chưa nào à, tìm hiểu xem là cái câu văn này chủ ngữ ra làm sao vị ngữ như thế nào hay là cả cái đoạn văn đấy thì câu trước câu sau nó liên kết ra làm sao cả cái bài này nó theo cái bố cục như thế nào để mình tìm ra cái mạch văn đó nhá thì cái giai đoạn đầu tiên này các bạn hãy thật sự là kiên nhẫn với bản thân mình một chút chúng ta hãy tập nhá nó hơi bị phải cần cù chịu khó một chút đấy hãy tập tập gì tập hiểu chính xác cái câu văn xin nào cái đoạn văn đó nó đang nó đang gì nhỉ? Nó đang có cái nghĩa như thế nào nhá. Thì chúng ta sẽ phải luyện từ lúc mà đọc chậm mà cũng phải hiểu được chính xác thì sau này mình mới lên được cái giai đoạn là đọc nhanh cũng hiểu được chính xác đúng không nào? Đó nhá, nên cái giai đoạn đầu tiên thì ngoài việc học kiến thức căn bản các bạn hãy tập đọc và dịch những cái câu văn và những đoạn văn trong tiếng Nhật như vậy cho mình đã nhá. Ok chưa nào? Sang đến giai đoạn số 2 kéo dài khoảng chừng 2 tháng thì lúc này các bạn hãy bắt đầu làm các bài đọc hiểu ở trong các sách luyện đề cho mình nhá. Ừ. thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu tập làm quen dần với các dạng câu hỏi của từng bài này hay là uh, cái cách À, để tìm được đáp án cái cách đọc với những cái bài tham bưng ra làm sao chiêu bưng rồi châu bưng hay là các cự hay là joho hô ken cự không nào thì dần dần chúng ta sẽ quen dần với từng cái dạng bài như vậy nhá và lúc này các bạn hãy cố gắng là tăng cái khả năng đọc lướt của mình lên để có thể tìm được đáp án ra tìm được đáp án ra nhanh hơn nhá nhưng mà sau khi làm cái bài đọc hiểu đấy rồi thì các bạn vẫn phải quay trở lại cho mình cái cái thói quen mà các bạn đã hình thành ở giai đoạn một đó là chúng ta sẽ quay trở lại xác nhận xem là cái bài văn chúng ta vừa đọc đấy ấy, thì mình đã hiểu được chính xác hay chưa bằng cách là chúng ta có thể đọc và dịch dịch thầm ở trong đầu này hoặc là dịch ra ra, ra giấy cũng được nhá. Nhưng mà nhớ là vẫn phải duy, duy trì cái thói quen đó là gì nhỉ? Tìm hiểu chính xác ý nghĩa của câu văn hay cái đoạn văn rồi, rồi hiểu cả cái mạch văn những cái bài mà chúng ta đang làm đấy nhá và cuối cùng đến giai đoạn 3 nó sẽ kéo dài khoảng chừng một tháng hoặc một tháng rưỡi gì đó thì lúc này chúng ta sẽ bắt tay vào làm các bài đọc hiểu ở trong các à, đề thi GPT trong quá khứ thì lúc này chúng ta sẽ có thể học nghiêng nhiều về mẹo hơn à, khi mà làm các bài đọc hiểu các bạn hãy chủ động bấm thời gian để ép mình là sẽ phải đọc lướt nhanh tìm được đáp án nhanh trong một cái khoảng thời gian cho phép như đi thi á ừ. thì đến lúc này Ừ, khi mà bị giới hạn về mặt thời gian như thế thì có thể chúng ta sẽ đọc đọc lướt và có thể hiểu chỗ này hoặc không hiểu chỗ chỗ kia đúng không nào? Ừ, có sẽ có những chỗ sẽ hiểu được mà có những chỗ chưa hiểu rõ lắm chẳng hạn. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là cho đến cái thời điểm đó khi mà các bạn đã trải qua khoảng chừng 3 tháng đúng không? À, chúng ta đã rất là kiên trì với cái việc là à, tập đọc tập dịch từng câu văn một ấy. thì cái lúc đó à, kể cả thời gian nó có giới hạn đi chăng nữa thì mình tin rằng các bạn cũng sẽ có cái sự thay đổi từ một người mà có thể đọc lướt mà chẳng hiểu cái gì cả đúng không? Và bây giờ có thể thay đổi thành một người mà đọc lướt ít nhất thì có thể hiểu được khoảng độ 50 đến 60% cái nội dung của bài đó hoặc là tốt hơn là khoảng 70 80% gì đó nhá. Với cả một cái lộ trình như vậy thì nó cũng giống như là các bạn xây nhà thì xây nhà từ gốc đúng không nào? Thế nên là mình tin rằng là nếu mà các bạn có thể ép mình và luyện tập từng chút từng chút một như vậy ấy, thì đến cái giai đoạn cuối cùng ấy, khi mà các bạn à, dựa vào những cái mẹo làm đề để làm các bài đọc hiểu ấy, các bạn sẽ không còn bị gặp cái cảm giác như kiểu là mình đọc một cái bài đọc chọn một cái đáp án mà mình cứ trong cái trạng thái kiểu như là lơ tơ mơ cứ, cứ mơ hồ không hiểu chính xác là nó đang nói cái gì đúng không hoặc là hiểu ra một cái nghĩa hoàn toàn sai nhá yeah. và như vậy thì trong series clip này à, mình sẽ cùng với các bạn đồng hành trong cái giai đoạn đầu tiên trong cái lộ trình mà mình vừa mới giới thiệu cho các bạn ấy, đó là cái giai đoạn chúng ta sẽ cùng nhau đọc cùng nhau hiểu cùng nhau dịch nghĩa chính xác của những câu văn những đoạn văn à, từ tiếng nhật sang tiếng việt thì à, mình hy vọng là thông qua cái cách mà mình phân tích à, câu văn à, phân tích chủ ngữ phân tích đoạn văn cho các bạn à, trong từng cái bài đọc hiểu như vậy thì các bạn sẽ có thể à, hình thành được cái khả năng là tìm, à, tìm nghĩa chính xác à, chủ ngữ vị ngữ của câu văn nó ra làm sao rồi cái mạch văn nó như thế nào nhá thì trong mỗi một cái clip từ ngày hôm nay trở đi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, đọc và dịch cùng với các bạn ba bài văn mình lấy từ trong ba cái bài thi à, N3, N2, N1 trong đề thi quá khứ của JLPT đi. Ừ. thì à, việc mà sử dụng ba cái đoạn văn thuộc ba level khác nhau trong một cái clip như thế này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp ích cho các bạn à, ví dụ à, thuộc mọi level khác nhau nha Ví dụ các bạn mà muốn đọc dễ thì các bạn chỉ cần dừng lại ở tầm N3 thôi các bạn mà muốn đọc khó hơn tầm N2, N1 thì Đang ôn N2, N1 thì các bạn cũng có thể đọc từ dễ đến khó nhá Chúng ta sẽ nhận được cái level nó khác nhau một chút như vậy nhá Và hy vọng rằng um, bằng CD này thì các bạn sẽ thích đọc hiểu ngay từ bây giờ Và giỏi đọc hiểu ngay từ gốc như này nhá Hay, Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với Bài đọc đầu tiên mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ lấy đề đọc hiểu của tháng 12 năm 2012 và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đoạn văn ở trong đề của N3 nữa nhá. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn trên màn hình cho mình nhá. Đây là một cái đoạn văn mà chúng ta sẽ cần phải dịch cho level của N3 trước. Thì trước khi vào một đoạn văn các bạn có thể xác nhận qua cho mình những cái từ vựng hay những cái chữ Hán mà các bạn còn chưa rõ nhá. Thì đây cũng là một cái thao tác để giúp chúng ta có thể uh, ôn luyện được từ vựng luôn. Ừ, ví dụ có từ denchá, uh, denchá là tàu điện thì dễ rồi. Mago, mago là cháu đúng không nào Rồi tiếp theo có từ gì nhỉ uh, Present Là cái dạng động từ của nó Đúng không nào, là tặng quà nhá. À, uh, yorokobu, yorokobu Là vui đúng không nào Tiếp theo chúng ta có từ gì đấy à, uh, Aru kimatta densha Thì cái từ này chúng ta các bạn sẽ cùng nghe xem thử là mình dịch nó như thế nào nhá hay là cái câu cuối cùng của chúng ta đi có một cái từ là arawaser, isne ですね, là biểu hiện và cái từ bên cạnh là từ imi ですね, là ý nghĩa đó thế thì mình xác nhận qua từ vựng như vậy là một cách để chúng ta học từ vựng đã và bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích để đọc từng cái câu văn một nhá câu đầu tiên này đen xà gạ ski to mago no tanjoubi ni de ichiban ninki ga aru densha no omocha o shita rồi à trước tiên vào một cái câu văn các bạn sẽ cần phải xác định cái khung câu văn của mình cho là là gì đã Được. chủ ngữ nó ở đâu và cái và cái vị ngữ của nó là dạng động từ là tính từ hay là danh từ thì cái đuôi câu này chúng ta thấy có từ present toista là tặng quà đúng không thì là một hành động thì cái chủ thể của nó sẽ phải là một cái người nào đó tặng quà thế nào đó đúng không nào thế mình thấy cả cái câu văn này thì nó không thấy có cái à, bình thường cái chủ ngữ nó sẽ đứng trước là wa, ga hay là mộ đúng không nào? Tuy nhiên cái câu văn này không thấy có cái người nào mà đứng trước những cái trợ từ đó cả nên là mình có thể hiểu là trong à, trong cái câu này chủ ngữ chính là mình mọi người ạ, là, là tôi đó, bởi vì là trong tiếng Nhật ấy, thì chủ ngữ khi là tôi người ta rất là hay lược bỏ nhá. Thế bây giờ mình sẽ xác định cái khung câu văn này như thế này này. Tôi cái chỗ này là lược bỏ nhá. Tôi gì? Tôi vào ngày sinh nhật Tanjo bị nhị thế này thế nào đó thì tôi đã tặng quà. Toした, tặng quà gì gì đó đó, thì bây giờ mình hiểu tôi vào ngày gì đó đã tặng quà gì đó Thì bây giờ cái chỗ mà mình sẽ cần phải giải thích, giải quyết nốt là những cái chỗ mà gì đó gì đó thôi nhá Tôi thì vào ngày sinh nhật của đứa cháu Cái đứa trẻ mà đã nói rằng Tôi ít tê tại Đã nói rằng là cháu thích gì nhỉ? Cháu thích tàu điện á Đến cháu gã ok thì thì tôi đã tặng nó một cái món quà đó là gì nhỉ đó là cả một cụm từ là depa to de ichiban nin kiga aru no omocha thì đây là cái món quà đấy món quà là một cái món đồ chơi tàu điện á tàu điện đồ chơi cái mà nó được gì nhỉ nó được yêu thích nhất ở trong gì nhỉ trung tâm mua sắm nhá depa to de ichiban nin kiga aru là cái cụm bổ nghĩa cho cái cụm từ của chúng ta là no omocha Ok chưa nào? Và đó, câu đầu tiên như vậy, đơn giản rồi đúng không? Câu số 2 này. Shikashi, Chỗ này các bạn sẽ động đến một cái ngữ pháp của mình Đó là ngữ pháp VT Morao là của N4 mọi người nhá Bình thường cái VT Morao có nghĩa là mình được ai đó làm gì đúng không Thì bây giờ đặt vào trong cái câu này mình sẽ hiểu là Mình được ai đó vui cho Tức là mình tặng thì mình thống nhất là cái mạch văn của chúng ta đúng không? Mình tặng quà cho đứa cháu thì bình thường nếu mà nó vui cho thì mình sẽ có cảm giác rất là sướng vì vì nó vui cho mình đúng không? Thì cái câu văn này mình sẽ ngầm hiểu nó là như vậy và nó nhấn mạnh vào cái cụm từ gì nhỉ? Sono presento nó đưa vào thành cái chủ thể câu văn thì mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Tuy nhiên thì với cái món quà đó thì đứa cháu nó lại không không lấy làm vui cho lắm đúng không nào? Thì mình hiểu là nó không lấy làm vui cho lắm cho tôi chẳng hạn đó nhá hay tuy nhiên với cái món quà đấy thì cái đứa, từ cháu nó mà lại không lấy làm vui cho lắm. nhá hay đó thì các bạn hiểu bản chất của cái ngữ pháp rồi các bạn có thể dịch, dịch thoáng ra như vậy là được rồi. ok thế nào? tiếp theo này. mà thôi như Ừ, thế về cái câu này các bạn nhìn cho mình nhé tách làm hai vế ra tuy nhưng đúng nào tuy thế nào đó à, gái, né? tuy tuy thế nào đó nhưng mà thế nào đó thì ở cái vế sau nó có hai cái ngữ pháp mà mình muốn các bạn cần phải nhớ đó là thứ nhất đó là thể thường cộng với so đà là nghe nói hoặc là dường như thế nào đó đúng nào và tiếp theo có một cái ngữ pháp đó là no đà no đà mà đứng ở cuối câu thì nó sẽ thể hiện cái nguyên nhân mọi người nhá thế thì bởi cái câu này mình sẽ dịch cái vế trước ấy nhá ừ, là gì đấy nhở ở ờ, những cái tàu điện mà đứa cháu tôi nó thích á, ờ, như vậy wa suki na thì nó có một vài loại cơ. cả aru Nhưng mà dường như đúng nào, nhưng mà dường như so Dường như là gì nhỉ? Cái cái tàu điện mà nó gì đây nhỉ? Mà tôi đã gửi tặng nó thì thì lại không phải là một trong số đó. Đó. Thế thì nhưng mà đến đây á, đến đây thì các bạn nghe thấy mình thấy vẫn dịch thiếu cái từ nô đà nhé, mang ý nghĩa nguyên nhân đúng không? thì mình có thể nối vào câu trước, câu trước là nó không vui đúng không? thì cái câu này nó giải thích lý do vì sao không vui đấy, là gì đấy nhở? à lại một lần nữa nhá, đó là ở những cái tàu điện mà đứa cháu tôi thích thì nó sẽ có một vài loại cơ đúng không? nhưng mà dường như nó không vui là bởi vì đấy, ok? mình sẽ ngầm hiểu như vậy, nó không vui là bởi vì cái tàu điện mà tôi đã tặng cho nó thì không phải là một trong số đó, số đề tiếp vào là cả ok chưa nào? đấy, nhá. Thế nên là, mình hiểu được hết tất cả những cái biểu hiện ngữ pháp thì các bạn sẽ thấy là cái câu văn, câu trước và câu sau nó rất là logic với nhau như vậy. nhá. Hai tiếp tục này. 電車が好きといっても, cái câu này. Các bạn nhìn cái câu văn nhá, cái cấu trúc câu văn nó sẽ như thế này nhá Tối tê mộ, dù nói là thế nào đó, thế nhưng mà gì đấy nhở? Ở ừ, ngữ pháp của chúng ta, tối tê mộ, dù nói là thế nhưng mà, thế nhưng mà Nani nani cô ya, nani nani mo iru các bạn thấy có hai cái, hai cái cụ danh từ mà nó mang ý nghĩa gọi là mang mang cái chức năng tương đương với nhau đúng không? Dù nói thế này đấy, thế này đấy, thế nhưng mà cũng có những cái đứa trẻ nó thế này, nhưng mà cũng có những cái đứa trẻ nó thế kia. Đó thì bây giờ mình sẽ phải dịch là những cái đứa trẻ đấy những đứa trẻ như thế nào mà người ta liệt kê đây nhá dù nói là thích tàu điện đấy đến nhưng mà sẽ cũng có những cái đứa trẻ nó nó gì một là aru kimata ga ski da cũng có những cái đứa trẻ mà nó sẽ chỉ thích đúng không nào chỉ thích cái loại một cái loại tàu điện nhất định nào đó thôi được chưa nào aru kimata đến ga ski da Ok, cũng có những cái đứa trẻ mà nó sẽ chỉ thích một cái loại tàu điện nhất định nào đó thôi ok hoặc cũng có những cái đứa trẻ thế nào đó đằng sau này những cái đứa trẻ má mà nó sẽ thích thích gì đấy ski thích cái gì nhỉ đến cháu được thích cái gì nhỉ thích cái hành động thế nào được nổ thích cái hành động nhìn những cái tàu điện nó đang chạy đó nhá thế thì bây giờ mình sẽ nối lại nhá ừ. ok dù nói là thích tàu thật đấy đúng không thế nhưng mà cũng sẽ có những cái đứa nó gì nhỉ nó sẽ chỉ thích một cái loại tàu điện nhất định thôi nhưng mà cũng có những cái đứa mà gì nhỉ nó sẽ thích cái việc ngắm những cái con tàu điện đang chạy nha ok chưa nào hãy một chi đoàn đến Canada nán để một y của mỗi y và tất nhiên là sẽ cũng có những đứa trẻ Nani nani cô mỗi y cũng có những cái đứa trẻ mà à nếu mà là tàu điện thì cái gì cũng được đúng không nào đến Canada nán để ngồi đó là cái cả một cái cụm câu như vậy thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ là từ cô là cái đứa trẻ gì đó nhá hãy và câu tiếp theo của chúng ta là đen xe ga suki ni mo iroro aruですね nani nani ni mo idoido aru ne là ở trong cái gì đó thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái khác nhau trong cái câu nói là gì nhỉ thích tàu điện den thì nó cũng sẽ có như rất là nhiều những cái loại ý nghĩa khác nhau đúng nào ok idoido aru esne kotoba đeo này nó đã bởi vì là nó bởi vì gì nhỉ bởi vì cái ý nghĩa mà từ vựng nó truyền tải ok nó thể hiện kotoba gác là cả một cái cụm chúng của chúng ta cái ý nghĩa mà những cái ngôn từ nó truyền tải nó thể hiện ra thì nó sẽ không chỉ có một đâu tốt sự này ok chưa nào đó nhá thế thì các bạn nhớ cho mình nhá à, sau cái bài này các bạn nhớ cho mình những cái đuôi câu nhớ này những cái đuôi câu mà no đại ,ですね? là những cái đuôi câu mà nó thể hiện cái ý nghĩa là à, lý do thế nào thế nào đó cho cái một cái câu gì đó người ta đề cập đằng trước chẳng hạn Được chưa nào hay và à, chúng ta cứ bóc tách từng cái câu văn một ra thôi Chúng ta nhìn từng cái khung câu của nó Xong rồi dịch còn lại những cái Những cái cụm từ bổ nghĩa cho nó là được rồi Nhá, đấy là cái câu số 1 Thì không biết các bạn dịch đúng hết cả bài không? <laughs> bài này cũng dễ mà đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bước sang đề N2 mọi người nhá Ờ thì các bạn có thể nhìn qua thấy là gì nhỉ? N2 của chúng ta là cái câu văn cũng như là cái tư duy hay cái, cái nội dung của nó cũng đã khó hơn rất là nhiều so với đề N3 rồi Ờ nhưng mà cứ rèn đi mọi người, cứ rèn đi thì sau này các bạn à, vào à, làm các bài đọc hiểu nó mới không bị gì nhỉ? Không bị bỡ ngỡ đúng không nào? Lúc ấy không còn sợ nữa nha Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua cho mình à, từ vựng nhá Long đi tê kỵ là gì nhỉ? Là mang tính logic ok bưng sô là gì đấy là những cái đoạn văn hay là có từ gì đây? e là những cái quan điểm đúng không nào hay là cung kiểu là gì nhỉ những cái căn cứ đúng không những cái căn cứ à, hay có cái cụm từ gì đấy dato dato có nghĩa là thích hợp phù hợp có một cái cụm từ rất là hay của n hai mọi người đó là từ gì đấy sujigat thô được nghĩa là hợp lý nhá chúng ta có một cái cụm từ đó là gì nhỉ? À, fukameru, động từ của nó là gì nhỉ? Làm sâu sắc, ví dụ như là tikai fukameru có nghĩa là giúp cho hiểu sâu hơn Ờ, ừ, bên cạnh nó có từ gì đấy? À, mikata, nên là cái cách nhìn Mikata o là mở rộng cái cách nhìn ra nhá Và cuối cùng chúng ta có một cái từ là gì nhỉ? Hihang tekiyomi ừ, Thì à, bình thường chúng ta có thể dịch là một cái cách đọc mà mang tính phê phán đúng không? Nhưng mà một chút nữa các bạn thử vào cái bài đọc Theo cái mạch văn của bài đọc thì các bạn có thể tìm cho mình một cái cách đọc À một cái cách dịch cụm từ này nó khác đi, nó phù hợp hơn nhá Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử đọc và dịch bài này đã nhá ừ. Mọi người nhớ pause xem màn hình rồi tự đọc, tự dịch xong rồi mới so lại nhá mọi người nhá ừ. Xong rồi nhớ comment xuống bên dưới là hôm nay em hiểu đúng được bao nhiêu phần trăm nhá Câu đầu tiên của chúng ta này 論理的に書かれている文章を読んでいくときには、書かれた文章を自分が理解できたかどうかということにとどまらず、えー、書かれている主張や根拠が本当に妥当だろうか、論理的に筋がとっているだろうか、別の考え方はないだろうかと考えて読むことがとても大切です。おー、これでザもんごい。 nguyên cả bài này đúng không? 3 phần 4 là cái câu 1 đúng không? Ừ, là một câu đầu tiên rồi Nhưng mà các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho mình nhá ừ. Nhìn cái khung câu văn đã nhá Khung câu văn đã này ừ. Khi thế nào đó Toki như vậy nhé Khi thế nào đó thì Thì gì nhỉ? Cái việc gì đó sẽ là quan trọng Các bạn nhìn thấy chưa? Ờ, ừ. toki như vậy nhé Khi thế nào đó thì Chấm chấm tít đến cận đến, đến gần cuối câu luôn này Đó là gì nhỉ? Nani, -nani kangaete yomu koto ga Ở nào? ừ, cái việc gì gì đó thì rất là quan trọng Thì cái khung của câu văn nó sẽ là như vậy Thế bây giờ cái khó nhất nó sẽ là gì nhỉ? Nó nằm ở cái đoạn gì nhỉ? Cái chủ ngữ câu văn này nó là gì? Cái việc gì đó Thì nó sẽ là từ cái chỗ là Kakareta <laughs> bưng cho đến gì nhỉ? te yomu isne Thì bây giờ mình sẽ thấy là Trước tiên mình dịch ở chỗ khi đã nhá Khi gì nhỉ? Khi mà bạn đọc Ok, yon de iku Các bạn đọc, đọc gì nhỉ? Đọc một cái văn bản hay một cái đoạn văn Mà nó được viết một cách rất là logic ạ ừ thì thì gì đấy thì cái việc gì đó nó sẽ vô cùng quan trọng cái việc gì này bây giờ các bạn nhìn trong cái việc đấy thì nó sẽ bị tách ra như sau này thì cái việc là không thế nào đó todomada dự không dừng lại ở cái điều này mà mà các bạn phải suy nghĩ và đọc thế nào thế nào đó thì mới là quan trọng đó thì bây giờ mình sẽ dịch bên trong này cái việc mà bạn không chỉ dừng lại ở nhị mà dự không dừng lại ở cái việc đơn thuần là gì đây nhỉ kakareta bưng số Dì bưng gạ đi cài để kita cả đó không chỉ dừng lại ở cái việc là bạn bạn xem là gì nhỉ bạn đã có thể hiểu được gì nhỉ cái văn bản mà được viết đấy hay chưa nhá kakareta bưng số cái văn bản đã được viết đấy là là bạn đã hiểu hay chưa mà bây giờ cái quan trọng sẽ là gì nhỉ? Bạn sẽ phải đọc mà suy nghĩ xem là cái từ tố càng gai tế nhé thì suy nghĩ xem như thế nào đó nó sẽ nằm ở trước cái tố ở ừ, suy nghĩ xem là cái vế đầu tiên này thế nào đó đà đồ cả vế thứ hai là thế nào đó đà đồ cả thế số 3 là gì nhỉ thế nào đó đà đồ cả ok ừ, thì cái việc là bạn sẽ phải đọc và suy nghĩ xem là xem là cái cái đà đồ cả đầu tiên nhá đầu tiên là suy nghĩ xem là gì nhỉ xem là cái quan điểm hay là cái căn cứ mà được viết ra đấy kakarete iru shucho ya konkyo ga thì nó có thật sự là hợp lý hay không hontoni đồ cả, hay là xem là gì nhỉ? Nó có thực sự là logic hay không? Đó, ok. Hay là cuối cùng suy nghĩ xem là gì nhỉ? À, xem là ngoài ra thì còn có cái cách suy nghĩ nào khác không? Bép seno căng gai á, nai đồ cả. Ok, đó thì các bạn thấy bổ nhỏ từng cái khu một và chúng ta dịch. Sau khi mà các bạn nhìn được cái khung rồi đúng không các bạn sẽ dịch từng cái cụm nhỏ một đúng không nào? Thế bây giờ nhìn cái cấu trúc, khung nhất sẽ là gì nhỉ? Khi thế nào đó thì cái gì đó nó quan trọng này thì cái gì nhỉ? Cái mà bạn không chỉ dừng lại ở việc gì đó mà bạn sẽ phải gì nhỉ? Bạn sẽ phải đọc mà suy nghĩ xem là thế nào thế nào đó là mới là cái quan trọng. Thế bây giờ mình sẽ dịch lại một lần nhá. Khi bạn đọc một cái văn bản mà nó được viết một cách rất là logic á thì cái việc cái việc gì nhỉ? Cái việc quan trọng ở đây đó là bạn sẽ không phải chỉ dừng lại ở cái việc xem là mình đã hiểu được cái văn bản đấy hay chưa mà bạn sẽ phải đọc mà suy nghĩ xem là gì nhỉ? Xem là những cái quan điểm hay những cái căn cứ mà được viết ra ở đó nó có thực sự hợp lý không hay là cái gì nhỉ? Cái 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 logic của nó thực sự là hợp lý chưa này hay là ngoài ra xem là nó có cái cách suy nghĩ nào khác không? nhá ok chưa nào đó là cái câu đầu tiên của chúng ta rồi và câu tiếp theo này câu tiếp theo thì dễ rồi ừ cô sẽ yếu mực của các cái để nhất câu này chúng ta sẽ thấy là cái khung câu văn sẽ là gì nhỉ bằng cái việc gì đó ngữ pháp của n ba nhá danh từ cũng mình yếu thế bằng cái việc bằng cái việc đọc như thế này Ok, cô este mực của Bằng cái việc đọc như thế này thì Như thế này như thế nào thì mình sẽ phải nối với câu trên đúng không? Bằng cái việc là chúng ta đọc theo cái kiểu là Ờ ừ, không chỉ dừng lại xem là mình hiểu hay chưa Mà bây giờ mình sẽ phải lật lại cái vấn đề xem là gì nhỉ Nó có hợp lý không, căn cứ quan điểm của nó là ok chưa đúng không? Ngoài ra còn cách suy nghĩ nào không? Thì đấy là cái cách đọc như vậy nhá Thì bằng cái cách đọc như vậy thì Thì chúng ta sẽ Nani nani với được cô tổ dekimasu thì chúng ta sẽ có thể thế nào đó có thể hai cái cái đầu tiên là gì nhỉ có thể làm cho chúng ta hiểu sâu hơn về về gì đấy về cái nội dung được viết ra nhá cái cụm từ đầu tiên này kakarete được naiyo ni tsuite no jikai o làm hiểu sâu hơn về cái nội dung được viết ra và rồi để gì nhỉ để có thể mở rộng được cái cách nhìn của mình nhá mikatao hiroge es ne và như vậy thì kore wa hí hăng tekiyomi to yobareru mono và cái này thì nó được gọi là được gọi là gì mọi người được gọi là cách đọc mang tính gì mang tính phê phán hay mang tính gì nhỉ hay mang tính tư duy phản biện đúng không nào? Tức là ở ừ, mang tính có ở khí hăng Tekiyomi thì mình thấy là có một cách uh, dịch đó là cái cụm từ này nghĩa là gì nhỉ? Cái cách đọc mà nó mang tính chất phản biện. Phản biện ở đây là gì nhỉ? Là bạn sẽ không chỉ tiếp nhận cái suy nghĩ của tác giả xem là mình đã hiểu cái suy nghĩ tác giả hay chưa mà mình cũng lật lại vấn đề xem mà thực sự cái cái tư duy mà tác giả đang đưa ra thì nó có nó có hợp lý hay không? Nó có ngoài ra nó có cách nào khác, cách cách nghĩ nào khác hay không? Nhá thì mình chọn một cái cụm từ đây là gì nhỉ? Cái cách gọi là cách đọc mà mang tính chất phản biện nhá yeah. Hãy ừ, thì uh, ngày xưa khi mà mình học uh, đại học hay là học cao học ấy, khi mà viết đặc biệt là về nghiên cứu một cái lĩnh vực gì đó đúng không đọc một cái uh, đọc một cái luận um, uh, văn nào đó thì lúc nào thầy giáo cũng phải bảo gì nhỉ Ừ các cháu là phải đọc gì nhỉ đọc mang tính chất là khi <laughs> hăng luôn luôn đọc và phải đặt cái câu hỏi là cái cái quan điểm mà người ta đưa ra đã đã ok hay chưa chứ không chỉ dừng lại ở cái việc là bạn hiểu người ta viết cái gì là xong nhá. Hãy đó là một cái bài thuộc N2. Ừ, thấy nên là khi mà lên N2 rồi đúng không? Câu văn khó hơn đúng không? Ừ câu văn khó hơn, dài hơn, xác định chủ cũng khó hơn một chút nhưng mà các bạn cứ cứ rèn luyện từ từ nhá. Chúng ta rèn luyện từ từ xác định từ khung câu văn và và vấp với thật là nhiều những cái những cái loại câu văn khác nhau thì dần dần các bạn sẽ tiến bộ lên thôi. Và còn lại chúng ta cùng nhau đi nốt sang một cái bài cuối cùng ngày hôm nay đó là bài N1 nhá. Rồi với bài đọc hiểu N1 này thì các bạn có nhìn thấy cái từ vựng gì khó không mọi người? Ừ. Rồi, chiu xin, chưa xin là trung tâm đúng không nào? À, có cái từ là osia được ngay câu đầu tiên đúng không? Đó là gì nhỉ? Đẩy ra xa, mọi người nhé, đẩy ra xa. Hãy, to ngoài ra có từ gì nhỉ? Watashi jishin desu ikir ne, ikiru imi desu ne. là tạo ra cái gì đó đúng không nào? Ok, tiếp theo là Sekai ni imi o ataeru desu rồi, có từ gì nữa không ta e, Jiko Thì nó là một cái từ viết tắt của từ uh, shin, nghĩa là Cái 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 luôn luôn coi mình là trung tâm Đúng không nào, luôn luôn coi mình là trung tâm Hay, Và từ là gì nhỉ Umidasu là tạo ra, dễ rồi Mitomeru là công nhận, thừa nhận hay, thế thì ờ um, ừ, chính ra cái bài N1 này không có nhiều cái từ vựng quá khó nha mọi người nhá, Thế bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc và dịch luôn nhá các bạn Nhớ dừng màn hình và uh, thử dịch xong rồi so với mình nhá Đấy Kono shakai ni wa doko ka ni Câu này, câu này đố các bạn biết chủ ngữ là nằm ở đâu vậy nằm ở đâu mọi người Hay. Câu này nhé, câu này chủ ngữ nằm ở tít cuối cùng đó là Nani nani hito wa oi desu ne. Có nhiều người thế nào đó. Ừ, ờ, các bạn đọc một cái câu văn tiếng Nhật thì chúng ta thường hay là nhìn từ trái sang phải đúng không? Tất nhiên là khi mà đi thi, các bạn nhìn từ trái sang phải các bạn cũng cũng có thể xử lý được trong đầu luôn là chúng ta hiểu nghĩa đại khái nó là gì và đến cuối cuối câu thì chúng ta vẫn có thể lắp ghép thành một cái câu hoàn chỉnh được. Ờ, tuy nhiên thì ở cái bước đầu tiên chúng ta tập cái xác định ý nghĩa rồi chủ ngữ vị ngữ chính xác của câu văn thì các bạn nhìn từ từ cho mình nhá. Các bạn đọc đến cuối câu và các bạn sẽ nhìn cho mình cái chủ ngữ câu này là nani nani wa ne. Ờ, chủ ngữ là <laughs> ờ, có nhiều người thế nào đó ừ, và cái vị ngữ là ôi đấy nhá có nhiều người thế nào đó nhiều người gì nhỉ nhiều người cảm thấy rằng đang cảm thấy rằng tô canji y được đang cảm thấy rằng cảm thấy rằng như thế nào thì nó sẽ là từ đầu cho đến cái trước cái từ là tô canji được điều cảm thấy rằng là gì nhỉ cái vế một đầu tiên trong cái sự cảm thấy đấy là gì đấy cô no xã như vậy đó có cả nhị chưa sinh thì cái vế đầu tiên của cái sự cảm thấy này đó là gì đấy nhỉ là người ta cảm thấy rằng là có những cái mà gọi là trung tâm nó nằm ở đâu đó trong xã hội này cô shakai ni wa như vậy đó cả nhị Ừ, có những cái gọi là trung tâm nó nằm ở đâu đó trong cái xã hội này và và gì nhỉ và bản thân mình thì gì vương vãi bản thân mình thì bị đẩy ra đúng không đẩy ra gì đẩy ra đến những cái nơi đúng không toko đến những cái nơi mà nó rất là xa đúng không xa khỏi cái trung tâm đấy sono chiu kara toku hanareta ok chưa nào rồi đấy là cái câu đầu tiên nhá tiếp theo câu số 2 của chúng ta này

tôi trong trường hợp này mình sẽ có thể hiểu là mỗi chúng ta nhá tuy nhiên mỗi chúng ta thì thì gì đấy nhỉ thì là một cái sự tồn tại thế nào đó son dài nano mà thế nên là gì đấy thế nên là cái cái trung tâm của thế giới thì nó thế nào thế nào đó chúng ta thấy là tách ra ra như vậy thì mình sẽ có thể dịch lại nhá ừ. tuy nhiên thì thì mỗi chúng ta là một cái sự tồn tại mà thế nào nhỉ mà chúng ta tự tạo ra cái ý nghĩa cho cái cuộc sống của chính bản thân mình và rồi gì nhỉ và rồi mang lại cái ý Ý nghĩa cho thế giới mà chúng ta đang sống đó và và như vậy đúng không ạ monodea thì nên nó nó tách ở giữa cho mình có hiểu là gì nhỉ mang ý nghĩa nguyên nhân kết quả đúng không và như vậy thì gì nhỉ cái cái trung tâm của thế giới thì nó lại nó sẽ là gì nhỉ nó là chính chúng ta mới đúng nhá hãy nên là không phải là là trung tâm nó 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 là cái thế giới mà thực sự trong cái xã hội trong cái nơi mà chúng ta đang sống này thì chúng ta mới là trung tâm của cái của cái xã hội này được chưa nào ok mọi người mọi người hiểu chỗ này không Đấy, giờ tiếp theo này tuy nhiên dẫu vậy thì đúng không ờ ừ, dẫu vậy thì, thì gì nhỉ? đó hoàn toàn không phải là thế giới gì nhỉ thế giới gì đấy thế giới mà chúng ta lấy mình làm trung tâm nhá mặc dù cái câu trước tác giả khẳng định là gì nhỉ à chúng ta rõ ràng là trung tâm của thế giới thế nhưng mà nó không phải là cái cách nói rằng là gì nhỉ gì cô chịu cái cách nói mà nó hơi mang tính chất tiêu cực một chút là luôn luôn coi mình là nhất coi mình là trung tâm của vũ trụ ạ nhá ừ thì tác giả khẳng định như vậy lý do vì sao thì các bạn thấy nó nối ngay với câu sau nhá những cái câu nó nó rất là logic với nhau đúng không nào nói là tôi chính mình có ý nghĩa của đã sinh được tôi mới được 私たちの周りには私だけではなくたくさんの中心があることがわかってくるからだ。嗯, <Nhạc> ừ. các bạn thấy cái câu văn này không câu văn gì nhỉ. なぜなら chấm chấm? からだ, ấy snee? lý do thì vì sao thì bởi vì là. bởi vì gì nhỉ. bởi vì, ừh, thì khi, khi gì đấy, khi mà mình chấp nhận được cái điều rằng là chính nào tốt to chấp nhận được cái điều điều gì? Watashiguchi ga imi o umidasu chuushin de aru Chấp nhận được cái điều rằng là rằng là bản thân mỗi một người chúng ta đúng không? Chính là trung tâm nơi mà tạo ra những cái ý nghĩa những cái giá trị cho thế giới này thì thì lúc đó chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng wakatte thì desu ne. Hiểu được rằng hiểu được rằng thì cái cụm từ hiểu được rằng nó sẽ là gì nhỉ? Watashi tachi no mawari ni wa watashi dake de naku takusan mo chūshin ga aru koto desu ne. Hiểu được rằng là gì nhỉ? À, như vậy thì xung quanh mỗi chúng ta thì nó sẽ không chỉ có một mình mình đâu mà nó sẽ còn rất là nhiều, nhiều gì nhỉ? Nhiều những cái sự gọi là chiêu xin khác tức là nhiều những cái cá thể khác, những cái cá thể mà cũng cũng hiểu được rằng là mình chính là trung tâm của cái thế giới này. Đó nhá thì các bạn thấy ra chưa? Một cái bài đọc hiểu của N1 thì nó sẽ thường là những có những cái xu hướng là nó đi vào những cái nội dung mà nó hơi mang tính trừu tượng một chút. Quan trọng là chúng ta đọc hết cả bài xong rồi các bạn sẽ nhìn lại ngẫm lại cái thông điệp, cái mạch văn của tác giả muốn nói là gì. Là gì ấy nhỉ là chúng ta thường hay à, bình thường cái hiện tượng đầu tiên là con người thì thường hay có cái cảm giác là gì nhỉ là à, mình không phải là trung tâm của thế giới đúng không ừ. Tuy nhiên Tuy nhiên gì nhỉ mỗi một chúng ta mỗi một con người chúng ta thì vốn là sẽ có những cái giá trị riêng có những cái màu sắc riêng đúng không và cái điều đó nó tạo nên cái ý nghĩa cho cái thế giới này đó thế nên là nó chính xác ra thì thì trung tâm của thế giới này là chúng ta mới đúng ừ. Ừ. À, nhưng mà hiểu như vậy thì cũng không phải là cái cách hiểu à, rằng là gì nhỉ à, hiểu theo một cái nghĩa tiêu cực là là luôn coi mình là trung tâm vũ trụ đâu mà mà gì nhỉ mà đơn giản rằng khi mà bạn đã hiểu được rằng là mỗi một người sẽ là một cái cá thể có cái ý nghĩa riêng trong thế giới này ở thì thì đồng nghĩa với đó là không chỉ có chúng ta sẽ cũng có cùng chúng ta cũng chấp nhận được cái việc rằng có cũng có ngoài kia cũng có rất là nhiều những người mà giống như mình ok và như vậy là chúng ta đã kết thúc xong một bài giảng đầu tiên cùng với mình ôi nó khá là dài đúng không nhưng mà hy vọng là các bạn đã theo dõi đến đến à, giây phút cuối cùng nhá hay và à, sau khi mà mình chào xong ấy thì ở trên màn hình mình sẽ để hiện ra ba cái bài đọc tiếp theo cho cái buổi clip tiếp theo à, mà mình sẽ đăng vào tuần sau thì các bạn à, cắt màn hình xong các bạn về tự dịch rồi có thể à, dán luôn comment luôn xuống phần comment ở trong cái clip trên youtube này của mình nhá thì sau đó sang tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau check lại đáp án ờ ừ, check lại xem là chúng ta đã hiểu được chưa nhá và hy vọng là mọi người sẽ học thật tốt nhá. Đấy, và cảm ơn các bạn đã theo dõi và clip của mình đến cuối cùng. Bye bye mọi người nhá.